Nhà tớ có nuôi một con trâu, đậu nó hướng về phía mặt trời mọc. Nó quay trái 2 vòng, sau đó quay ngược lại, sau đó nó lại quay phải 2 vòng. Hỏi cái đuôi trâu chỉ hướng nào? Hết giờ. Ấy, cái đuôi của nó nằm ở hướng nào? Ở trên trời. Tại vì nó ngước lên vậy, cái đuôi ở trên trời. Mình hiểu được tại sao mà bạn lại chọn đáp án là trên trời. Tại vì bạn ấy nghĩ là bạn trâu quay 2 vòng, xong quay ngược lại rồi quay 2 vòng nữa, nên bạn trâu chóng mặt của bạn trâu té ra đất nên là đuôi chổng lên trời. Nhưng mà đó không phải là đáp án của tụi mình rồi. Xin chúc mừng những bạn nhỏ nào đã chọn đáp án C là dưới đất. Dù có xoay hướng nào đi chăng nữa thì đuôi của con trâu vẫn sẽ buông thõng xuống dưới đất nha các bạn.